nhau cách new, cách tên project. Được chưa? Sau đó là nhớ phải CD vào trong cái thư mục ấy nhá. Nhớ nhá, phải CD vào trong cái thư mục đấy. Sau đó chúng ta chạy câu lệnh gì để start cái server lên. PHP artisan cách serp. Được chưa? Sau đó là chúng ta tạo ra route thì nằm trong thư mục gì? Route vào đâu? Web. Đây. Route chúng ta có rất là nhiều loại, gồm là những cái loại gì? Route là route get này, post này, put này, fetch này. Rồi gì nữa? Delete, delete. Gì nữa? Any. Đúng chưa? Route còn có loại là route view đúng không? Rồi route redirect. Đúng chưa? Để chuyển sang bên này, chuyển sang một cái route, từ truy cập vào cái route này thì nó điều hướng sang cái route khác. Đúng chưa? Tiếp theo, hôm nay chúng ta sẽ học về tham số. Thì hôm trước tôi có về yêu cầu các bạn đọc qua cho tôi cái phần route tham số rồi. Thì không biết đã đọc chưa? 5.6 này. Vào phần basic này, routing này. Đây, chúng ta sẽ xuống phần route parameter. Vào tài liệu đi, vào doc đi, xong vào route parameter. Thì để quy định ra một cái parameter ở trên đường dẫn ấy, trên URL ấy. Nào, để quy định ra một cái đường dẫn có tham số mà để nó đẹp ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng như này, route hay ..get hoặc post hay put hay pack hay delete gì đấy tùy. Sược cái đường dẫn của mình nào. Sau đó sược tiếp cái tham số, cái đoạn này là đoạn tham số này. Được chưa? Cái này gọi là cái tham số này. Thì cái tham số này mình sẽ bắt lấy nó ở cái đây, ở đây. Ở đây mình có tham số đường dẫn là tham số là tên là ID. Ở đây mình sẽ nhận cái giá trị cho cái biến ID này và chúng ta return ra. Được chưa? Bây giờ chúng ta viết thử nhá. Chúng ta sẽ có là route 2.a.get chẳng hạn. Đường dẫn là class trừ name sược một cặp dấu ngoặc nhọn curly brace. Cặp dấu ngoặc nhọn. Sau đây tôi đặt tên là class. Đây là, ví dụ tôi đặt là name đi. Sau đó chúng ta sẽ có cái function để xử lý. Function để xử lý như thế này. Thì ở đây tôi có quyền là nhận cái tham số tên là name. Tham số tên là name, dollar name. Tương ứng với cái vị trí dollar, cái vị trí đóng ở ngoặc này. Cái trong này nó viết là name thì ở đây cũng được viết là name. Sau đó chúng ta là return string là class name bằng dollar name. Như thế này, được. Hai đứa ngồi bàn dưới cùng dãy bên này chạy lên đây xem nào. Còn một đứa nữa, lên nốt đi. Đô la nêm. Xong chưa? Bây giờ mình chạy thử nhá. Chạy thử này. Xong đến đây chưa? Chạy thử nhá. Localhost sược 8000 sược class trừ name đúng không? Nếu mà không có gì này, nếu mà không có tham số truyền vào này, báo lỗi. Đúng nhá. Nếu mà ở đây chúng ta có tham số truyền vào, ví dụ thiện TH. Thấy không? Class name ở đây là Duy Quang ăn hại. Nó sẽ hiển thị luôn ra đây. Đúng chưa? Thì đây là vị trí của tham số. Và cái biến này là cái biến hứng cái tham số đó. Người ta yêu cầu là chúng ta phải có đầy đủ tên của URL, tên của cái route là tên là class name này. Sau đó sược một cái, thì cái gì viết sau cái dấu sược đấy thì nó sẽ là giá trị của tham số. Được chưa?
Không nhá. Trong cái đường dẫn của mình thích có bao nhiêu tham số cũng được, vô hạn. Tham số đường dẫn mà, nó là tham số một cách vô hạn. Chúng ta thích dùng kiểu gì thì dùng. Ví dụ tôi có thêm một cái nữa là sược edge. Thì ở đây chúng ta nhận thêm biến là biến edge class name bằng trừ đô la edge cũng được luôn. Xong chưa? Không nhớ, lâu ấy. Đâu, thằng Khánh hả? Bật được chưa? Cần hỗ trợ thì bơi lên đây. Được chưa? Chạy chưa? Bây giờ mình đơn giản một cái là sược 20 thì mình sẽ duy có class name bằng duy quang ăn hại gạch ngang 20. Được chưa? Đó, nếu mà mình không có một trong hai, các bạn lưu ý này, nếu mà mình trong trường hợp mình không có một trong hai nó báo lỗi ngay lập tức. Đó là lý do vì sao cái kiểu tham số này này, tham số là viết là parameter mà. Ở đây nó viết là require parameter. Thì cái này chúng ta dịch sang tiếng Việt nó là tham số bắt buộc. Là cái đường dẫn của chúng ta fix cứng là phải có tất cả những cái tham số chúng ta viết ra ở những cái vị trí chúng ta quy định. Nếu không có báo lỗi. Được chưa? Nếu không có báo lỗi. Đó. Đây là gọi là require parameter. Thì cái require parameter này này không nhất thiết là cái ở vị trí nào nghe này. Không nhất thiết ở vị trí name chúng ta phải có biến name luôn nhá. Tôi đặt đây để cho chúng ta dễ liên tưởng chúng nó với nhau thôi. Chứ còn chúng ta ở đây là name xxx cũng được. Chẳng sao cả. Nó sẽ bắt theo vị trí. Đây kết quả như nhau. Đây là 21. Thấy chưa? Vẫn cứ là duy quang ăn hại dù xx hay là name thì đều thế. Xong chưa? Cái việc này, cái việc mà có function này này thì với nó sẽ chiếu với cái việc mà chúng ta sau này mà chuyển cái xử lý vào trong controller ấy, thì trong hàm trong controller chúng ta cũng đặt tham số như này được, chẳng sao cả. Nó chuyển hết sang. Được chưa? Xong chưa? Có ai bị lỗi không? Tiếp theo, đã có require parameter thì bao giờ cũng sẽ có là optional parameter. Optional là kiểu dạng là tùy chọn. Có cũng được, không có thì cũng chạy. Thì chúng ta sẽ có như sau. Ví dụ vẫn cái đường dẫn này, tôi chỉ đơn giản thêm cái edge này bằng
thêm một cái dấu hỏi chấm ở đằng sau thôi, thêm một dấu hỏi chấm đằng sau thôi, và cái biến s đằng sau này tôi sẽ gán cho nó mà giá trị mặc định bằng 0, gán giá trị mặc định cho nó bằng 0. Thì bây giờ trong trường hợp nếu truyền vào là Duy Quang ăn hại này sược 21 thì kết quả nó vẫn cứ hiển thị ra Duy Quang ăn hại 21 đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta bỏ cái 21 này đi sao, nó sẽ về 0, về giá trị mặc định. Đó, đấy là cái optional parameter. Trong lúc người ta nói thì trật tự mà nghe, rồi quay lên quay xuống rồi lại mất gốc luôn đấy. Thấy chưa? Required parameter hay là optional parameter thì khác nhau ở dấu hỏi chấm ở cuối này thôi. Đấy, gần như là hết rồi đấy. Còn mỗi tí. Xong chưa? Xong chưa? Tiếp nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành là như sau này. Đây, mình sẽ tiến hành như sau, còn thêm một cái nữa. Đó là phần regular expression constraint. Tức là cái ràng buộc của những cái tham số này. Thì các bạn coi này. Nếu mà cái name này, name đúng không? Là tên đúng không? Tên thì thường thường là không chấp nhận chứa số. Đúng chưa? Tôi yêu cầu là người ta nhập ở cái vị trí của thằng name này bắt buộc phải là chữ viết thường. Cứ có bất kỳ một cái số nào là tôi reject, tôi báo lỗi luôn. Đúng chưa? Thì tôi làm như nào? Thì đây các bạn thấy đây, nó có hai loại. Một loại là từ A đến Z này. Đây chữ nhỏ. A đến Z, chữ lớn này. Thấy không? Thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể là thêm một cái where vào cuối này. Thêm một cái where vào cuối này, name đây đúng không? Chỉ chấp nhận ký tự. Bất biết là viết hoa hay viết thường. Không chứa dấu ký tự đặc biệt, không chứa số. Thì chúng ta sẽ có là where name A lớn đến Z lớn, A nhỏ đến Z nhỏ, cộng tức là được viết nhiều. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành là reload lại cái trang vừa rồi. Ở đây có Duy Quang ăn hại thì không sao. Đây, Duy Quang ăn hại này. Đây là Thiện TH sược 22. Được chưa? Nhưng mà nếu chứa ký tự đặc biệt phát trên luôn, cách ra một cái something, tèo luôn. Đúng chưa? Chứa số cũng tèo luôn. Chứa số 11, 22 cũng được, cũng tèo luôn. Nó chỉ chấp nhận chứa những cái ký tự này thôi. Nó phải viết liền. Tương tự như vậy, nếu mà trong trường hợp chúng ta muốn một cái tham số nào đấy chỉ chứa số thôi thì là từ 0 đến 9. Được chưa? Từ 0 đến 9. Thế là xong. Còn trong trường hợp trong chúng ta muốn validate tất cả các cái tham số nằm ở trong cái đường dẫn này thì chúng ta chỉ đơn giản là chuyển thành mạng. Mạng như này. Ví dụ như là age. À quên, nhập cái này phải thêm dấu suy ra. Phải age suy ra. Từ suy ra này, string từ 0 cho đến 9. Thêm dấu cộng đằng sau nữa, tức là nhiều số. Được chưa?
Đó, đấy là cái validate cho những cái tham số trên đường dẫn. Khác phát tèo luôn. Được chưa? Nhưng mà thực ra tôi cũng chẳng mấy khi tôi dùng cái này. Ít lắm, hiếm. Còn cái cuối cùng, tôi dạy chúng ta cái cuối cùng về phần round này, sau đó chúng ta sẽ được chuyển sang phần khác. Đó là như này. Trường hợp cuối cùng nữa như sau. Đó là chúng ta sẽ có cái name, đặt tên. Đặt tên cho cái tham, đặt tên cho cái đường dẫn này. Ví dụ như các bạn để ý này, ở đây tôi có cái đường dẫn homepage này. Đúng không? Đường dẫn homepage này của tôi nó là đầu tiên nó là như này đúng không? Như này đúng không? Hoặc là đường dẫn về home đi. Được chưa? Đường dẫn về home đi. Nó đang là như này, đường dẫn là như này và nó trả về cái request dạng post này. Đây tôi để là get đi. Được chưa? Bây giờ tôi truy cập vào nó. Đây localhost 8000 sược home thì nó sẽ là request dạng post đúng không? Thường thường chúng ta sẽ sử dụng như này vào trang chủ này. Tôi sẽ vào cái trang welcome. Đâu nhỉ? Resược này, view này, welcome này. Tôi sẽ có cái thẻ A ở đây. Thẻ A này. Href bằng sược home. Đây là về trang home đúng không? Đúng không? Đây, tôi về cho các bạn coi này. Đúng nhá, về trang home, bấm vào đây nó sang trang home này đúng không? Đúng nhá. Nhưng mà chúng ta hãy để ý, nếu mà làm kiểu này này thì cái tag ở đây, cái tag ở đây này bắt buộc phải giống cái tag ở đây. Đúng không? Thế nhỡ sau này tôi đổi, tôi thêm một cái là homepage thì sao? Cái đường dẫn này rất dễ bị thay đổi. Đúng không? Đây, tôi thử cho bạn coi này. Vẫn thế đúng không? Bấm này. Vẫn về home nhưng mà đây nó báo là báo không có tìm thấy cái đường dẫn của chúng ta là cái gì cả. Đúng chưa? Cái đường dẫn của mình á thì bị thay đổi là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu ví dụ chúng ta đặt cho nó một cái tên name. Đây là home URL đi chẳng hạn. Đúng chưa? Tôi copy ở đây. Tôi copy ở đây này. Sau đó chúng ta ở cái href này. Chúng ta echo, đây là echo nhá. Ra cái hàm round của cái string là home url. Chúng ta xem nhá. Reload này. Nhìn cái đường dẫn ở phía dưới. Là gì? Homepage đúng không? Bây giờ tôi vào đây tôi sửa tiếp. Homepage đẹp trai, homepage 1710. Trong này reload tiếp. Sao? Nó tự thay đổi theo đúng không? Đúng không? Đó. Đó là lý do vì sao người ta phải đặt tên cho round như thế này. Cái tên này thì thường thường cái tên này thì thường thường chẳng ai thay đổi nó làm gì cả. Khi đã đặt rồi thì cứ kệ nó thôi. Được chưa? Còn cái đường dẫn thực tế của cái website của mình ấy, thì cái chuyện bị thay đổi là chuyện bình thường. Không có gì đặc biệt. Được chưa? Đây là lý do vì sao người ta đặt tên cho cái này. Xong chưa? Các bạn làm đi, xem có được không? Cái hàm bên này là hàm round. Đây tôi kéo cái này sang cho các bạn coi đây. Name và round. Những cái đường dẫn của chúng ta thì nó liên quan nhiều đến cái thẻ A là một. Cái thứ hai là liên quan nhiều đến cái form là hai. Đặt thế.
Được chưa? Không ra chạy đó rồi alo có mất 8.000 đâu bài trước không đi học. Đây. Làm gì đây? Chạy tôi đưa bài học rồi này. Vâng ạ. Mày ngu ấy. Máy cái gì mà máy? Đây là có sự nằm đê mà đô đêm rồi. Đây là cái này là cái gì? Đô la đêm chứ ngáo ngơ là biến mà. Nhưng cũng khó lắm này. Không hiểu đô la đêm là gì đâu, xóa luôn cái dòng gì. Đây là boss. Chạy xong tắt đi á. Ừ. Chúng nó bật. Biết cái gì đấy? Đây là cái gì? Ôi giời,
như này. Bấm vào đây. Bấm vào đây. Rồi, cái này là cái gì? Đóng của cái gì? Đây đóng của cái gì? Cốt dầu thầy. Cố láo. Phép nói lắp quen thân. Mở web trên DP này. Web trên DP đâu? Nào ơn rồi. Chị kia. Đấy. Cái này, các bạn không có chuyển biến ra ngoài đâu. Biến. Mày có chuyển biến ra ngoài đâu mà đòi chuyển biến. Chuyển biến như nào biết không? Hả? Mở bí kíp xem nào. Thế luôn. Vậy. Đây này, chuyển biến như này. Mày cái phần biến tên đúng không? Biến tên vào đây. 1, 2, 3, chia xuống. Cái gì đây? Nó chuyển biến ra ngoài view. Ông làm gì có đường dẫn nào cho cái trang chủ, cái trang không có cái gì, cái trang sược của tôi đâu? Sược không ấy, sược mà không có gì ấy, cái round sược này. Đấy là để vào luôn, có hút 8.000. Không có đâu. Mày nhảm nhí cái gì vậy? Thì sao? Facebook không cần chụp quang nó cũng ra. Mày nhảm nhí cái gì vậy? Nó nói cái gì vậy? Nó nói cái gì vậy? Hả? Nói lại nào. Cái nào? fb.com cũng vào gì? Cái này cũng vào Facebook cái gì? Ôi thằng nhà quê. Mày cứ mua một đống tên miền đi, xong mày trọt từ trang này sang trang khác. Chứ còn sao nữa? Ôi giời ơi. Đây cũng hỏi. Đây này, nó giống như cái việc mình làm đây này. Nhìn này Đức. Còn nhớ cái round redirect không? Trông mặt ngu lắm, quên. Chẳng bao giờ chịu ghi chép gì, chẳng bao giờ chịu về học cái gì, làm sao mà nhớ được cái gì. Chẳng qua là ông mua nhiều cái tên miền. Ông cứ người ta sẽ truy cập vào cái trang A thì ông redirect về trang B là xong. Hết phim. Hiểu chưa? Ông làm như kiểu kinh khủng lắm. Rồi tiếp tục. Đấy là xong về phần router. Trong này nó còn nhiều lắm, nhưng mà chúng ta chỉ học đủ để dùng thôi. Thì các bạn về tự tìm hiểu nốt cái phần còn lại nhá. À còn cái round group thì để mấy nữa học. Round group thôi rồi, tôi dạy luôn round group, tí quên. Như này. Ví dụ chúng ta khi mà vào website ấy, thì thường thường nó sẽ có chia như này. Ví dụ tôi vào cái trang này. Chính là tôi.net nhá. Trang này là con dự án đang làm. Vào phần quản trị đi. Đây, ví dụ này, các bạn nhìn thấy cái đường dẫn này là admin không? Nó đã hiển thị ra cái trang quản trị nó như này. Xong chưa? Rồi tôi vào trang quản lý bài viết này. Các bạn nhìn thấy gì không? Nó cũng sẽ có admin. Xong rồi sẽ nói đến là post. Xong rồi sẽ đến là lead, đúng không? Đúng chưa? Thế vậy thì bây giờ chúng ta làm này làm nào? Nếu mà ví dụ tôi có trang quản trị thì tôi sẽ là route2.a.get, đúng không? Sược admin rồi function trong này. Như này đúng không? Đúng chưa? Thế tôi xử lý cho cái trang mà vào cái danh sách, danh mục bài viết này, danh sách bài viết này này. Thì làm nào? Đường dẫn là gì?
lại là route admin sược post sược lead.html như này đúng không? Cho viết hàm. Đúng chưa? Như chúng ta nhìn này. Admin là 1 nhá. Đây về dashboard là 1 này. 1 này. 2 này. 3 này. Đúng không? 4 này. Đúng không? 5 này. Đúng chưa? Mỗi một phần bài viết tôi có 5 URL. Chưa tính là lưu về post rồi thì lưu về update. Đây là 7 đường dẫn. Các bạn đếm vào đây cho tôi bao nhiêu mục? 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. 12, 13, 14, 15. 15 mục nhân 7. Có 105 đường dẫn thôi mà, cứ ngồi viết ra như này đến bao giờ? Đúng không? Không ai rảnh hơi mà viết cái trò đấy cả. Cho nên là chúng ta sẽ có cái nhu cầu là nhóm những cái đường dẫn nó có chung một cái điều kiện nào đấy vào với nhau. Bởi vì ví dụ như kiểu các bạn để ý này, ví dụ như ở đây nó sẽ có cái yêu cầu để vào được những cái trang này nhá. Ví dụ tôi vào tab ẩn danh, nó đẩy thẳng vào trang đăng nhập luôn. Đúng chưa? Nó chưa có quyền đăng nhập. Thì những cái trang ở trong này thì yêu cầu tôi một cái điều, đó là tôi phải đăng nhập vào rồi thì tôi mới được phép là vào trong này được. Đúng chưa? Ở đây nó có chung hai thứ. Cái thứ nhất đó là nó phải đăng nhập rồi. Cái thứ hai đó là có chung cái đường dẫn, ít nhất là cái đường dẫn là sược admin này. Đúng không? Thế vậy thì những cái ở trong này tôi đều nhóm nó vào trong một cái đường dẫn thôi, để tôi quản lý cho nó dễ, để tách ra hẳn cho những cái ở khác ở bên ngoài. Được chưa? Thế là chúng ta sẽ có thể làm như nào? Thì ví dụ như này, chúng ta sẽ làm như sau. Route group. Ở trong này tôi nhận một cái mảng. Tôi để đây là prefix mang giá trị là admin. Được chưa? Ở trong này tôi sẽ có function prefix admin. Trong này tôi có function. Thì ở trong này này, các bạn xem tôi viết nhé. Trong này xem tôi viết này, lại round 2.2. get sược function return, đây là trang quản trị, sau đó lại route 2.get post sược list.html function return trang danh sách bài viết. Được chưa? Chạy thử xem bây giờ ra gì nhá. Cái này là đường dẫn là get sược đúng không? Ở trên này cũng có get sược đúng không? Xong chưa? Bây giờ chúng ta vào localhost 8000 sược admin. Không biết gì nữa. Ôi giời. Nội đâu đây? À, thiếu dấu chấm phẩy. Đây. Trang quản trị đúng không? Tôi sược tiếp list, à có nhầm post chứ quên, post sược list.html trang danh sách bài viết. Được chưa? Có một cái điều kiện ở đây, đó là gì? Hai thằng này nó có chung cái gì đây? Cái prefix người ta gọi đó là tiền tố, tức là cái đường dẫn ở phía trước chúng nó. Thì ở đây tôi sẽ vào thằng admin này ấy, tôi vào thằng này này, thì tôi sẽ phải truy cập là localhost 8000 sược admin. Để truy cập được vào thằng này thì tôi sẽ phải là vào bằng localhost 8000 sược admin sược post sược lead.html. Được chưa? Tôi nhóm những cái thằng có chung điều kiện nó với nhau và tôi dùng round như bình thường ở phía trong. Xong chưa? Ngoài ra nữa, sau này tôi ví dụ những cái thằng này yêu cầu là phải validate đúng không? Phải đăng nhập vào đúng không? Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể làm được cái việc đấy bằng cách là cho thêm cái phần middleware vào đây. Middleware bằng auth vào đây xong. Thì tất cả những cái đường dẫn ở phía trong này thì đều phải đăng nhập vào thì mới vào được trong này.
Còn nếu không đăng nhập thì thôi bỏ đi, là nó lại đẩy thẳng về trang login. Ví dụ đây tôi thử nhá. Các bạn thấy nó yêu cầu cái route login này. Thấy không? Ví dụ tôi ở ngoài này tôi sẽ thêm một cái route hai chấm là get login function. Return. Trang đăng nhập. Đây các bạn thấy này. Wow. Around login name login. Thấy không? Vào trang admin phát nó đẩy thẳng vào trang login luôn. Bởi vì không có phần quản trị mà. Nó đẩy thẳng vào trang login này luôn. Được chưa? Đó. Đấy là lý do vì sao chúng ta người ta sinh ra cái route group này. Được chưa? Route group tức là nhóm các cái đường dẫn của chúng ta, mà những cái đường dẫn đấy nó có cùng một cái điều kiện nào đấy, ví dụ như cùng điều kiện là có chung tiền tố này, có cùng điều kiện là phải cùng role này thì chúng ta mới nhóm nó vào được. Được chưa? Được chưa? Xong chưa? Được chưa? Rồi. Chúng ta có biết cái khái niệm là screen flow không? Có biết không? Screen flow. Như này. Tôi sẽ có một bài tập cho chúng ta để làm cái phần này. Và sau đấy chúng ta sẽ có lộ trình như này nhá. Đầu tiên là học round này. Đúng không? Đầu tiên học round này. Thì chúng ta sẽ phải output cho tôi đó là định nghĩa. Định nghĩa là tất cả các đường dẫn ở trong cái website của mình, các đường dẫn chính ở trong website của mình, thì làm sao để biết như thế này? Thì chúng ta phải viết ra được
là website của mình sẽ có những cái màn hình nào thì mình sẽ biết được các đường dẫn nó như thế nào. Thì như này, ví dụ ở phía quản trị nhá, ở phía client đi, ở cái màn hình nhá user thì chúng ta sẽ chơi cái trò đó là thứ nhất này, đầu tiên là có homepage này, nhá. Từ homepage này thường thường là ở cái client này sẽ có homepage này. Từ homepage chúng ta sẽ có cái trang là tìm kiếm này, đúng không? Tìm kiếm này. Từ homepage chúng ta sẽ có là danh mục sản phẩm này, à danh mục tin này, nhá. Trang từ homepage là chúng ta có chi tiết tin này, đúng không? Rồi liên hệ này, rồi thì các cái đường dẫn khác, đúng nhá. Chúng ta phải biết được là từ cái trang homepage này chúng ta đi được đến đâu. Ví dụ từ chi tiết tin này chúng ta lại đi được đến ví dụ như là nhận xét này, comment này, đúng không? Rồi thì là đánh giá này, ví dụ thế, đúng không? Chúng ta phải hình dung được một cái trang tin tức của chúng ta gồm những cái màn hình nào. Sau đó hết client thì chúng ta đến phần admin. Admin thì gồm những cái màn hình nào, quy định hết ra. Ví dụ đây tôi có một cái screen flow như này. Đây con opaque này đi. Con này thì khá lớn, to quá, nó hơi quá sức cho với chúng ta, nhưng mà tôi lấy ví dụ thôi. Đây, ví dụ từ trang chủ này chúng ta đến trang danh sách đơn chào hàng này, chi tiết đơn hàng này, tìm kiếm đơn hàng này, từ tìm kiếm đơn hàng này ra danh sách đơn chào hàng này, đúng không? Nó sẽ là các cái màn hình nối với nhau. Thì khi mà người ta có, tôi zoom out, tôi zoom cái này nhỏ vào. Trên mẹ nhập. Có cách nào để cho nó nhỏ không nhỉ? Đây không? Đây, nó rất là khổng lồ, nó như này. Nhiều lắm. Đây, nó như thế này. Đây. Đây là phía người dùng. Phía trên này là phía người dùng. Tôi cho nó lùi lên trên. Đây là ở phía người dùng này. Thấy không? Nó rất là nhiều màn hình. Ở dưới này là phần quản trị này. Thằng củ nợ nó vẽ to thế. Đây phần dưới này là phần quản trị này. Được chưa? Thì khi mà đưa cho người ta cái này, người ta sẽ nhìn, chúng ta sẽ biết ngay là trong cái màn hình chúng ta có bao nhiêu, trong hệ thống của chúng ta có bao nhiêu màn hình. Thì bây giờ cái thằng round này chúng ta phải định nghĩa sẵn nó bằng đấy cái màn hình đã. Sau đó chúng ta sẽ ghép. Chúng ta tiến hành ghép vào trong cái những cái màn hình này. Sau phần round thì chúng ta sẽ đến cái phần là phần view. Sau phần round là phần view. Để hiển thị được ra một cái mẫu của cái màn hình của chúng ta. Sau đó chúng ta mới ghép dữ liệu dần vào. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta lên cho tôi cái bài đầu tiên. Bài tập là chúng ta phải lên cho tôi danh sách. Lên danh sách các đường dẫn trong website về tin tức. Đây được rồi, đây sao? Làm luôn. Tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau lên cái danh sách graph. Các bạn có thể đi tham khảo các cái website khác, nhưng mà nhớ là làm ít ít thôi, đừng cố gắng là vẽ ra to. Vẽ to làm là chết mệt đấy. Làm những trang chính không? Các cái đường dẫn của chúng ta sẽ là như thế nào? Gồm cho những cái màn hình gì? Lấy giấy ra. Hai này, lấy đâu? Cao khái một phần không nhiêu nhá. Mày đang sửa code ở trong project này đấy.
scope và phải ông view. Ông viết một cái chạy một cái đằng đằng ông viết tốt là một cái ảo đấy, bảo không nghe đâu, không được nghe tôi đâu, tắt luôn đi, cắt chân vào đây cắt chân xe rồi tắt đi, mở cái desktop ra đấy, mở cái project ra thế nào đấy, tao cái gì đấy mở hướng dẫn đi desktop gì đó. Đấy, mở xem bên đây ra đây mà chạy. Có thế rồi. Đổ vô rồi. Đây, mày xài giống y như cái thằng quả. Cái name khách là gì? Đây là cái gì? Đó là stream nhé. Chưa thì bố mà biết được cái gì nữa đây. Để ra các màn hình trước đi đã. Đi rất nhanh nhỉ, cái gì vậy? Không. Thế nó mới là chủ đề đó. Danh sách khi mà bấm để bấm đây nhá. Có gì nó ra một loạt chứ không phải biết đâu. Đúng không? Rồi bấm đây. Không theo một loạt của mình cái đó. Nó giống nhau. Nó giống nhau. Nó theo chủ đề. Danh sách tí. Tất cả cái này nhóm cái đó. Nó giống nhau mà. Chỉ khác nhau về dữ liệu thôi.
Xong chưa? Lâu ấy. Bao nhiêu trang rồi? Gì vậy? Nào, có bao nhiêu trang mà kể cho tôi coi này. Từ phía client đến trước nhá. Nào, phía client có những trang nào? Đầu tiên là homepage rồi đúng không? Homepage thì bao giờ sẽ được dẫn cho nó qua sườn như này. Đúng không? Xong tiếp theo đến trang gì? Trang gì? Tin tức là gì? Xem gì là gì? Tin nổi bật. Tin nổi bật là cái gì vậy? Là những tin hot news. Ở đâu? Ngoài trang chủ ấy à? Đấy là về ở trang chủ thôi. Để những cái đường dẫn ấy, tác vào về round thế, để những cái đường dẫn ấy, các bạn cũng chẳng biết phân tích gì cả. Gì nữa? Đây này, ví dụ vào một trang báo bất kỳ đi. Ví dụ vào VN Express. Đây, ví dụ như này. Đây, cái này vnexpress.net tương đương với localhost 8000 của mình nhá. Đây, bấm vào đây này. Nhìn thấy không? Bấm vào. Nhìn thấy tin tức sượt thời sự không? Cái này nó là danh mục. Cái danh mục này thì bao giờ nó sổ ra một loạt các cái bài viết nằm ở trong cái danh mục này. Đúng chưa? Đây là danh mục, bấm vào đâu cũng thế thôi. Đây này. Thể thao này. Cái này là đường dẫn rồi, cái này giờ nó chạy thành trang gì rồi. Cái này nó là subdomain, nó tức là bây giờ cái bọn VN Express này nó trở thành một cái cổng thông tin rồi. Nó không còn là trang đơn thuần nữa rồi. Có gì vào kênh 14 thì dễ. Đây, ví dụ vào danh mục này. Thấy không? Đây. Thấy không? Danh mục thì bao giờ nó cũng sẽ có một loạt các cái bài viết con nằm trong danh mục đấy. Hay các bạn vào tìm kiếm cũng vậy thôi. Rồi, tìm kiếm này. Đây là undercut. Undercut. Thấy không? Trang tìm kiếm cũng vậy. Thì chúng ta sẽ có cái trang là trang tìm kiếm. Danh mục thì có đường dẫn là tên danh mục. Cái này là một URL. Sau đó tiếp theo là tìm kiếm đấy. Các bạn thấy đường dẫn ở trên này, nó có cái hỏi chấm query đúng không? Thì chúng mình sẽ có cái hỏi chấm query bằng cái gì đấy. Tiếp theo là chi tiết bài viết đúng không? Bấm vào một cái, nó ra một cái chi tiết bài viết. Thì cái chi tiết bài viết này thường thường nó sẽ là như thế này. Đây là chi tiết này. Chi tiết bài viết thì nó sẽ gọi là cái đường dẫn. Cái đường dẫn để vào vào một bài viết ấy, các bạn thấy nó gần giống như cái tên bài viết đúng không? Thì nó sẽ là cái slug. Slug. Ngoài cái kênh 14.vn cái ra cái đoạn phía sau ấy, thì cái đó là cái slug. Để nó thể hiện cho một cái bài viết nào đấy. Thì cái việc này nếu mà làm cái slug của này nó có ưu SEO hơn. Rồi gì nữa? Hết chưa? Đâu liên hệ đâu? Liên hệ đâu? Ở đây có liên hệ đây này. Đây này. Có liên hệ này. Đúng không? Có quảng cáo này. Đúng chưa? Thì có trang liên hệ đó. Thì này nó sẽ còn liên trừ hệ đúng không? Cái này là ADV, ví dụ thế. Đúng nhá? Đây, cái quay nó sẽ có những cái trang như thế này. Còn những cái trang phụ tính sau. Ở đây có homepage này, 1 này. Danh mục là 2 này, tìm kiếm là 3 này, chi tiết là 4 này. Liên hệ là 5 này, quảng cáo là 6 này. Chúng ta sẽ không dùng quảng cáo, không làm quảng cáo nên chỉ có 5 trang. 1, 2, 3, 4, 5, 5 trang. Đúng không? Các trang.
Đúng chưa? Nốt xong chưa? Rồi, xong. Xong. Tiếp theo làm gì? Đến trang quản trị. Quản trị thì gồm những trang gì? Bao giờ phải login nhỉ? Đúng chưa? Xong mình sẽ có trang dashboard. Đây trang tổng quan ấy. Trang tổng quan của phần quản trị hệ thống. Sau đó đến các tiếp theo sẽ đến chia các module, ví dụ như module về danh mục này. Danh mục thì bao giờ sẽ chia ra các trang là danh sách. Thêm. Sửa. Xóa. Bao giờ thế. Tương tự với các cái trang là bài viết. Bốn cái. Comment. À, một vài cái thôi. Còn nữa là gì? Quản lý về thông tin profile của cái người đang đăng nhập ấy. Nhớ nhá, cái người đang đăng nhập ấy. Profile. Rồi thì đổi mật khẩu. Đấy, còn này trang ít nhất là như thế này. Thì để cái này nó sẽ có luôn luôn có tiền tố là admin đúng không? Đúng không? Có tiền tố là admin. Được chưa? Thế giờ mình làm nào để làm cái mớ đường dẫn này. Tạm thời xóa hết đi nhá. Xóa hết trong web đi này. Lưu ý cho tôi một điều đó là cái web này này, nó chỉ là cái trang để giúp mình làm phần client thôi. Phần admin mình sẽ có một cái file raw khác mình sẽ tạo ra sau. Được chưa? Thế bây giờ mình có cái gì? Mình sẽ có như này, trang chủ trước đi. Trang chủ thì mình sẽ có là round 2.2.get đúng không? Sược như này. Đúng chưa? Function. Đây là return. Trang chủ. Return trang chủ. Tí nữa mình sẽ thay nó bằng cái giao diện view. Tiếp theo đến trang danh mục đúng không? Thì chúng ta sẽ có round 2.2.get sược như này. Sược như này nhưng mà có tham số. Đây là cái slug. Cái slug. Đúng nhá. Thì mình sẽ có là function. Đây là cái biến slug. Đây là return ra. Return trang chủ ở trang danh sách, trang danh mục hoặc là trang chi tiết bài viết. Để tôi giải thích vì sao chúng ta dùng chung như này. Tiếp theo là round2.get tìm sược tìm gạch ngang kiếm, tìm gạch ngang kiếm function. Return thì ra trang trang tìm kiếm. Tiếp theo trang liên hệ đúng không? Liên trừ hệ đi.
Còn trang gì nữa nhỉ? Hết rồi đúng không? Cái slug này cuối cùng. Xong chưa? Đấy, đây là phía trang phía client nhá, các bạn có thể truy cập vào tùy. Thường chúng ta đặt tên cho nó. Name. Đây là homepage. Đây là search. Là contact name. Thử như thế này đi. Slack hỏi chấm. Nó dễ. Cái đường dẫn này nó sẽ phục vụ cho cả trang chủ này. Cả trang chủ này, trang chi tiết này, trang danh mục luôn. Viết này luôn. Đấy, ở trong ngoài trang chủ chỉ có bằng này thứ thôi. Tí nữa giải thích cho chúng ta vì sao như này. Được chưa? Nhớ đặt cái cuối nha, cuối cùng luôn đấy. Xong chưa? Xong chưa? Gì? Mà ở có bằng rỗng. Ừ.
Được chưa? Tí nữa giải thích cho tôi sẽ xử lý cái này sau. Được chưa? Rồi à, quay này. Bây giờ chúng ta sẽ có cái danh sách cho phần quản trị này. Thì chúng nó sẽ có chung cái tiền tố đó là admin đúng không? Ít nhất là chung cái tiền tố là admin đã. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải thêm, nên, tôi nói là nên, chứ chúng ta viết thẳng vào đây cũng được, không sao cả. Nhưng mà nên thêm ra một cái file ở trong phần route này để chúng ta quản lý những cái đường dẫn ở trong phần admin cho nó dễ. Được chưa? Thì chúng ta thêm như nào? Chúng ta vào app này, provider này. Được chưa? App provider, nó có một cái file là route service provider. Được chưa? Provider là bên cung cấp ấy. Đây chúng ta nhìn ở trong này nó có một cái hàm là hàm map. Chúng ta có map web route đúng không? Nhá, chúng ta kéo lùi xuống sẽ nhìn thấy cái hàm đấy. Hàm này là map web route, thì trong này nó có route middleware. Đúng chưa? Route middleware namespace. Đúng chưa? Namespace group base path bằng route web pp. Được chưa? Tức là chúng ta khai báo ra ở đây á, đó là cái file web này nó là một nhóm rồi, về bản chất nó là một nhóm rồi. Được chưa? Nó là một nhóm sẵn rồi. Thì bây giờ chúng ta có thể tạo ra một cái file nó nhóm vào nhóm tất cả những cái route viết ở trong web, file web này dưới cái middleware là web. Được chưa? Bây giờ tôi có thể tạo ra một cái file admin, file quản trị và chứa toàn bộ route của phần quản trị riêng cũng được. Thì chúng ta sẽ làm như này. Protected function map admin route. Tôi không thêm gì cả, tôi chỉ sửa mỗi cái admin route thôi. Chúng ta sẽ có phần route 2.2.group đi. À, prefix của nó là admin. Được chưa? Sẽ có thêm phần namespace bằng $this trỏ đến namespace. Tôi xem cái namespace của người ta, app controller rồi, namespace cộng với string sược admin, xem trên này có sược admin. Sau đó xuống dưới này có cái group. Group bằng cái đường dẫn là thư mục route sược admin.php. Cái thùng này. Đấy, bây giờ chúng ta khai báo và chúng ta được phép tạo ra file admin.php để viết ra các cái file có đường dẫn là admin. Có cái prefix chung là cái admin. Khác nhau hoàn toàn luôn đấy chứ, cóp cái gì mà cóp. Được chưa? Xong nhỉ? Rồi. Bây giờ mình copy cái tên hàm này, copy cả cái hàm luôn, copy tên hàm này, thêm cái dấu đóng mở hoặc tròn này. Được chưa? Sau đó các bạn lên cái hàm map này này, chúng ta nhớ để cái chúng ta gọi nó ra $this trỏ đến map admin route, đặt trước cái web route nhé. Lưu ý cho tôi là đặt trước cái web route.
Xong chưa? Rồi, đến bây giờ thì chúng ta được phép vào trong cái thằng round này, chúng ta tạo ra một cái file mới tên là admin.php. Và trong này chúng ta code PHP. Ở đây, được. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra round hay .a.get xược như này. Function ở đây là return. Return đây là trang dashboard. Trang dashboard. Được chưa? Ê, mình thử nhá. Xong đi đây chưa? Cái route service nếu có mình xem lại không? Đây route service đây, thêm cái map admin route vào. Sau đó lên phần phía trên này tạo ra thêm cái this trỏ đến map admin route. Sau đó là ở tạo ra cái file admin.php này thôi, ở trong cái thư mục route. Bây giờ mình thử này. Localhost sược admin nhá. Ôi giời, lỗi bố rồi. Hả? Không, 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 nó có prefix rồi. Do tôi để prefix rồi nè. Prefix nè. Admin nữa nè. Lỗi gì nhỉ? Đâu? A nào? A to, A bé gì đâu? Đâu? Namespace nè. Tôi xóa thử cái này đi xem có vấn đề gì không. Lỗi này không được rồi. While route. Để chờ tí nhá, để tôi chạy lại cái câu lệnh này coi nào. Composer dump auto load. Không được. À. Fail open require pass. Các bạn có chạy được không? Cũng bị giống tôi à? Để tôi coi xem tôi bị lỗi gì. Ủa sao lỗi tùm lum này trời. Route admin.pp. Admin route này. Admin pp rename. Đúng mà, mình tạo sai đâu, sai đúng rồi. admin.php. Chỗ nào? À, đúng rồi, base path. Quên. Có cái base path này nữa, bây giờ mới chạy rồi. Còn, xin lỗi các bạn nhé, thêm cho tôi cái phần base path này vào. Base path là trỏ đến cái thư mục gốc của chúng ta. Được chưa? Rồi. Xong chưa? Chúng ta ở trong phần quản trị này lưu ý này, cái phần login kìa, cái trang login á, thì mình thường thường có là localhost sược login đúng không, chứ không ai để là localhost sược admin sược login cả, nó hơi bị cù lần đúng không. Thì do đó nó cái phần route login ấy chúng ta không để ở trong cái admin.pp đâu nhá, cái đấy mình sẽ để ở ngoài web này. Đây là trang login thì mình sẽ có route 2.get để login này. Đúng chưa? Web login này.
Và ở trong này mình sẽ có name cho nó. Name cho nó là login. Riêng cái trang login này thì chúng ta nên để luôn name là login. Bởi vì nhiều thứ ở trong Laravel nó sử dụng đến cái name login này. Cho nên chúng ta để là name login luôn. Return login page. Đã có login thì sẽ có logout đúng không? Route 2.2.any logout function. Đây là logout. Được chưa? Log thêm cái login log out vào. Được chưa? Anh nghe. Rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một cái phần quản lý về danh mục nhá. Được chưa? Quản lý về danh mục thì thường thường đường dẫn nó như này. Route hay .a.get category thường là số nhiều function return danh sách danh mục nó cái name admin.get row get category categories sửa add tạo mới danh mục hiểu chưa? Đây thì nó sẽ là như này, category này, category sửa add này, category đã có sửa add thì sẽ có sửa gì nữa? Edit. Mà edit thì phải có tham số là ID đúng không? Sược. Đây là ID. Đúng không? Như này đúng chưa? Đây là thê sửa. Sửa danh mục. Kết edit. Đúng chưa? Mà chúng ta thấy này, bằng ngày tháng nó có chung cái prefix này. 1 2 3. Thấy không? Chung prefix thì làm gì? Group nó vào. Group nó vào. Prefix là categories. Sau nhấc cái mớ này vứt lên nó. Nhấc cái mớ này vứt lên. Và chúng ta hoàn toàn để bỏ được cái category này đi. Đúng chưa? Đã có edit thì sẽ có remove. Đúng chưa? Tạm thời bằng này, còn việc save hay không thì tính sau. Lưu ấy, cái việc lưu ấy không tính sau. Còn lại mấy cái phần kia các bạn tự làm thôi nhá. Phần danh sách ở phía dưới này. Đây này, dưới này. Nhìn thấy cái mớ này không? Còn lại phần này các bạn tự viết cho tôi nhá. Nhá. Bắt buộc phải viết đấy. Viết sớm nha. Mấy nữa mình biết là mình còn những cái đầu việc nào để mình làm. Chứ không biết là mình cần phải làm gì là ăn cảm. Ngơ phần này em chưa làm, phần kia em chưa làm.
Được chưa? Đây là kết remove. Làm nó đây. Ai biết, đã biết tiếng Anh thì mình biết hết tiếng Anh nghe. Này nó rất là lợi thế nếu biết làm. Duplicate lên file này. Tôi duplicate lên file nhé. Riêng cái prefix này tôi đổi thành một cái post. Cái kết này đúng không? Ctrl D. Post split. Đúng không? Cái mớ danh mục là tôi sửa một phát. Bài viết. Sống với người thông minh sướng không? Thế thôi. Nếu mà làm biết cách làm thì làm nhanh cực kỳ luôn. Đấy, cái này cũng vậy. Đến tôi xong một bài viết rồi nhá. Bây giờ đến comment đúng không? Duplicate này. Đây là comment. Comment SE này. Rồi post đúng không? Comment list danh sách hết bài viết danh sách bình luận. Có thế thôi. Mình thực ra mình sẽ không có add bình luận đâu. Vứt nó đi. Nhưng mà thôi cứ giữ lại để tí duplicate cho dễ. Thôi cứ xóa đi luôn được. Edit này. Cái này mình sẽ thêm một cái là reply. Reply. Trả lời một bình luận từ trong phần quản trị. Để trả lời. Tròn đâu? 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 Đây á? À? Cái này á? À? Thừa đâu thừa? Cái này của đây này. Tròn là của cái này này. Không thừa đâu. Đúng không? Xong đến phần profile đúng không? Profile thì có mỗi đường dẫn thôi. Round 2.2. Round 2.2.net profile name là profile. Return. Cái này đáng lẽ còn phải phân quyền nữa cơ. Nhờ thôi tính sau. Nhiều phết đấy nhỉ. Rồi mất khẩu này. Hết rồi. Được chưa? Thôi, ai không kịp thì tôi sẽ gửi cái này lên GitHub, các bạn lên Smart lên GitHub lấy nhá.
Rồi, lấy GitHub mà lấy. Rồi đẩy hết lên trên đấy rồi đấy. Gì vậy? Hả? Cố vấn. Cố vấn á? Cố vấn đi tiền đấy. Thế luôn. Hả? Tôi cũng chưa bao giờ có kinh nghiệm đâu. Nên bảo cái học ở trường ông chắc là học lại mạng kiếp đấy. Không mỗi ngày này đi được. C là học lại à? C là học lại. Em. F phải học lại cơ mà sợ gì? Cô. Cái điểm F nó mong manh không thể. B với F nó mong manh vậy cơ. Nó chỉ cách nhau một cái gần đầu. Chỉ bằng cái gần đầu. Ví dụ như kiểu B là tạ 7 đúng không? Đúng không? B là tầm 7. Còn F là dưới 5 cơ mà cách nhau đến tận 6 mà. Dưới 4. Ờ. Cách nhau tận 5, 6 nữa rồi mà. Vậy chứ một cái thằng trong học viện trường nghe nó cách 10 điểm thế. Thua. Mày sang bên kia thực tập đi nào rồi? Đây, nó vừa cho anh cái bài tập bảo 3 ngày làm học. Bài gì? Nốt gì hết ạ? Không, nó bảo là làm gì được làm ạ? Quét bê được. Ngon. Làm gì? Làm hệ thống quản lý sinh viên mà em vẽ cái table. Mấy ngày rồi làm có rất thêm lời CSS ba cái trang mấy ngày rồi nhục quá nhục nhưng mà mấy ông ở đấy chẳng chữ chẳng chữ ra bên khu vực nào sáng nào 9 giờ đến mấy ông 10 giờ đến xong rồi ngồi một lúc nói chuyện cũng quét hỏi điền trưa học hành nào trưa trong trà đá 2 giờ công ty gì đấy? Salon Hero đấy. Cái gì? Salon Hero. Chuyên quản phần mềm quản lý cửa hàng mỹ phẩm để neo nhé. À. Xong chưa? Chơi gì nát hết rồi. Xong chưa? Thôi cố gắng học ở đây đi xong rồi mấy nữa sang Framza mà làm. Một tuần, đi một tuần. Được chưa? Tiếp này. Bây giờ chúng ta sẽ sang một phần mới. Tạm thời cái phần round này dừng lại đây. Để nó hiển thị được ra danh sách các cái đường dẫn của mình rồi đã. Xong, vứt đấy. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần này. Cái này. Blade Template. Hay còn gọi là Blade Engine. Thì chúng ta qua cái phần trang quản trị á. Mình sẽ vào phần View. Đây, phần View. Con vào đi. View này. Để coi xem có đủ tài đủ không. Các bạn search chữ Blade thì chuẩn hơn. Đây, vào cái Blade Template này. Này, trong này đầy đủ hơn. Blade Template nha. Được chưa? Không nhá. Rồi, ở đây thì mình tạm thời chưa động đến cái layout nhá. Các bạn thông thả nhá. Mình chưa động đến cái layout đâu. Mình sẽ làm việc trước với nó về cái cách hiển thị dữ liệu đã. Được chưa? Thì tôi ví dụ luôn ở trang chủ. Trang chủ của mình tôi sẽ xóa trắng nó đi. Xóa trắng nó đi nhá. Thì vào trang chủ về cơ bản thì cái giao diện web của mình thì mình sẽ sử dụng ở cái file là file nằm trong thư mục research này, view này. Xong rồi file xyz gì đấy .blade.php. Được chưa? Thì trong Laravel nó sử dụng cái engine là Blade, là cái thư viện Blade ấy. Thì chúng ta sẽ về bản chất nó như này.
cái file này, cái file các bạn viết code trong này, này nó không phải là file cuối cùng, nó không phải là cái file người dùng nhìn thấy đâu. Cái file người dùng mà nhìn thấy nó là file ở đây này, phần storage này, framework này, view này, đây các bạn nhìn trong này, đây này. Đây mới là cái đoạn code mà sau khi các bạn viết ra và Laravel nó dịch thì đây mới là file cuối cùng này. Và người dùng sẽ nhìn thấy code trong này. Được chưa? Đây nó mới là file cuối cùng. Thì rất dễ cái tình huống là xảy ra là bị cách. Thì do đó là chúng ta thi thoảng chúng ta vào đây chúng ta xóa bớt nó đi. Xóa đi. Chẳng sao đâu. Nó không vấn đề gì cả. Nếu mà không có cái file này thì nó sẽ tiến hành là nó sinh mới thôi. Đây nha. Xong rồi tôi xóa hết đi nha. Đây trong thư mục storage này, framework này, view. Được chưa? Đấy, đấy nó là cái file mà người dùng nhìn thấy. Còn nếu không ấy, thì các bạn viết code ở trong này thì nó cũng chẳng mang ý nghĩa gì cả. Được chưa? Tiếp theo nhá, bây giờ chúng ta sẽ để hiển thị được chúng ta từ một cái giao diện. Ví dụ từ cái homepage này này, từ cái homepage trang chủ này. Chúng ta muốn sinh ra được một cái giao diện thì chúng ta sẽ làm như này. Tôi sẽ có if ở đây, if cái slug, phủ định của slug, tức là slug nó bằng null hoặc bằng false hay bằng cái gì đấy thì nó sẽ return ra hiển thị giao diện trang chủ. Thì ở đây chúng ta sẽ tiến hành là return một cái view. Được chưa? Return một cái view, tức là cái file nó sẽ để hiển thị ra giao diện này. If slug, if phủ định của slug. Còn cái slug là cái gì thì từ từ cứ thong thả, không phải gì. Được chưa? Ở web.php return ra cái view. Cái view này của chúng ta tên view nhá, tên view nó chính là cái tên file. Ví dụ tôi quăng cái file welcome này đi, tôi vứt nó đi. Tôi tạo ra một file mới. Tên file là homepage. Homepage. Đây, à chết mẹ, nhầm. homepage.blade.php như này. homepage.blade.php nha các bạn nhá. Thì tôi để trong này là homepage. Tạo ra file homepage.blade.php. Sau đó ở trong cái phần route get slug này, này thì mình sẽ để là return view là homepage. Được chưa? Xong chưa? Thì ở trong cái homepage này các bạn cứ để tạm đây là hello world đi. Hello world đi. Xong rồi sau đấy chúng ta start server lên. Và chúng ta vào localhost 8000. Chúng ta sẽ ngay lập tức nhìn thấy cái hello world đúng không? Đúng nhá. Thì đây là chúng ta đã làm việc từ một cái route nó hiển thị ra code của một file view. Nó như thế này. Được chưa? Không nhá. Tiếp theo, ví dụ giả dụ ở trong này tôi tạo ra một cái biến name bằng tên của mình, tên các bạn thì cứ viết vào. Ví dụ như thằng Đức tên là gì nhỉ? Lê Ăn Hại Đức. Ví dụ thế. Được chưa? Hay lắm đờ mờ. Đúng không? Rồi. Lê Đình Đức này. Sau đó chúng ta nếu trong trường hợp chúng ta muốn truyền dữ liệu từ trong cái chỗ xử lý này ra ngoài view kia thì chúng ta truyền nó như thế nào? Không phải là viết tạo ra cái biến name ở đây xong rồi ra ngoài kia auto là sử dụng cái biến name luôn nhá. Hello world phải. Đây là echo, hôm trước tôi nhắc rồi, đây là echo này. Cái này cũng được luôn nhá. Không có chuyện này đâu. Đây, tôi chạy thử cho các bạn coi này. Đấy nó báo lỗi. Undefined variable name. Vào con khỉ. Được chưa? Đây này. Tôi tạo ra một cái biến mà cái biến này có thể là dữ liệu tôi lấy từ DB đúng không? Nhưng ở đây tôi tạo ra một cái biến này. Tôi muốn được sử dụng nó ở ngoài cái file view kia. Thì tôi dùng như thế nào? Tôi không thể nào mà viết thẳng nó ra đây được đâu. Các bạn đừng nhầm nhá, tôi không thể nào viết thẳng nó ra như này được.
được chưa? Đừng bị nhầm. Thế vậy nếu mà tôi muốn truyền một cái dữ liệu từ cái phần xử lý logic này ra ngoài file view này thì tôi làm nào? Rất dễ, phải đóng một ngoặc vuông để là thể hiện ra một cái mảng. Ví dụ đây tôi để là tên cho đến đô la name, tên cho đến đô la name. Thì như này nó sẽ thể hiện cái việc này, đó là cái biến cái ở ngoài cái file homepage kia kìa, homepage blade ấy, nó sẽ được phép sử dụng cái biến tên là tên, và cái giá trị của cái biến tên này nó sẽ bằng cái giá trị của cái biến name đang có là Lê An Hải Đức. Được chưa? Thôi rồi sửa lại thành Lê Đình Đức, không tí về nó đánh mình. Trông thầy nó tập gym ngấu lắm. Được chưa? Thì vậy. Xong chưa? Rồi bây giờ mình sẽ được phép lấy cái biến tên này tồn tại ở ngoài homepage. Thì bây giờ tôi phải cặp dấu ngoặc nhọn này, đô la tên thì được. Đây, reload này. Thế Lê Đình Đức chưa? Xong chưa? Đó, đây nó là cái truyền dữ liệu từ cái chỗ xử lý, cái function xử lý ra ngoài view. Thì chúng ta phải truyền như này. Như này. Sao? Bên kia thì đô la tên. Vai cần xem lại phần nào không? Đây. Đây tôi vẽ lại nhé. Ở trong cái function này thì return ra cái view nhá. Return ra cái view thì đây là tên view này. Tên view này. Cái hàm view này nó có hai tham số. Tham số đầu tiên là tên view. Tham số thứ hai là cái mạng. Mạng của key. Key cho đến value. Phải key 2 chọn value 2 đóng ngoặc như này đúng không? Như này, đây là hàm. Thì ở cái file view tên là như này, nếu tên view thì nó sẽ sang là tên view chấm blade.php. Được chưa? Thì ở đây có cái string này này, cái key này, các bạn biết key là gì thì ở ngoài này các bạn được phép sử dụng nó là đô la key. Tên key của bạn là cái gì? Thì ở đây là tên đô la, tên biến. Như vậy. Được chưa? Nếu muốn sử dụng cái key 2 này thì các bạn chỉ cần đô la đơn giản là như này. Đây là echo nhá, echo đấy. Cái này đô la key 2. Ở đây nó như thế nào? Thì ngoài này các bạn sử dụng như thế. Được chưa? Còn giá trị thì đây nó có thể là một cái giá trị một cái biến hoặc một cái giá trị string các bạn tự vẽ vào chẳng sao cả. Giá trị ở đâu cũng được, không quan trọng. Được chưa? Đây là cách truyền thống nhất, cách basic nhất để truyền dữ liệu. Thế còn nếu mà như tôi hay làm, hay tôi làm kiểu cái trò này còn hay hơn. Tôi lười mà. Compact name. Cái hàm compact thì trước tôi nói rồi đúng không? Bộ láo. Từ hồi VP Thuần đã nói rồi. Hàm compact và hàm extract tôi đã nói rồi, đừng kêu. Cái hàm compact này này, tôi giải thích lại một lần nữa. Cái hàm compact name này này thì nó sẽ tìm cái biến name ở trong phạm vi mà là cái hàm này được phép. Nó tìm lấy cái biến name, nó giúp chúng ta sinh ra cái này. Key là name, mang giá trị của biến name luôn. Như này. Đây, kết quả của compact nó sinh ra cái mặt như này.
thì nó giống như cái này chưa? Đúng không? Còn nếu mà chúng ta có compact name, ví dụ như kiểu thêm s vào đây, tôi có một cái biến s nữa bằng 25 ví dụ thế, thì chúng ta chỉ đơn giản là thêm vào đây là h này xong, thì đến lúc này nó sẽ sinh cho chúng ta cái mảng gồm hai phần tử là name và h bằng giá trị của cái biến s nhỉ. Đó thì nó đắp vào đây thì kết quả nó như nhau. Viết này thì nó tiện, tôi hay viết cái trò này. Được chưa? Đó thì ra ngoài cái file view thì chúng ta được phép là sử dụng cái biến $name và cái biến $age. Thì bây giờ tôi reload Lê Đình Đức 25 tuổi. Đúng chưa? Đây tôi thêm chữ tuổi vào đây. Viết thẳng nó ra. Nó rất là nhanh gọn thôi. Đấy, thêm này vào chưa? Check lại xem có đúng không? Thêm cái base path vào chưa? Đóng ngoặc chưa? Đóng ngoặc này chưa? Thế đây, thêm này chưa? Thêm rồi mà không chạy à? Thế chỉ có dọa ăn ở thôi. Được coi nào. Áp rồi. Có luôn gì? Ui giời ơi, ông chụp phấy vào đây chạy sao được? Đây lỗi này, thấy không? Chẳng cả support này. Function biết có đúng đâu. Tao cái gì? Làm sao tôi nghe? Tôi tạo repository mới mà. Tôi tạo ra thêm đây này, cái 1710 new này cơ mà. Đây cơ mà. Thấy không? Cái 1710 new này cơ mà. Sao? Thấy chưa? Xem gì? Xong chưa? Đâu lỗi gì? Lại không ghẹo. Lại ghẹo nhau. Người ta có người yêu rồi đấy. Sống có đạo đức tí đi. Không người yêu đến đánh đấy. Hả? Gì? Đừng bảo người yêu nó cũng bé như cái kẹo giống Trang nhá. Thank you.
không nóng. Tôi không nóng. Cởi nốt ra kìa, nhanh lên chị em ơi kìa. Nhanh lên Đức. Xong chưa? Đâu đứa nào chưa mang ra đây. Mày lại chạy nhầm thư mục đấy mà. Mày mãn kiếp như thế Khánh ạ. Ôi giời ơi ông Khánh này. Tôi chán đúng không ông Khánh? Đây tôi cần chôn rét lại cho ông xem. Sao? Cái bơ ấy. Mày hỏi chấm ra ngoài thì mày hỏi chấm làm gì? Chán. Đâu còn đứa nào nữa, mang nốt lên đây xem nào. Xong hết chưa, tôi sẽ chuyển sang phần khác nha. Tiếp tục này. Chúng ta có hai loại eco. Ví dụ tôi sẽ có phần tiểu sử của thằng Đức. Bio bằng. Ví dụ đây tôi có một thẻ là strong. Strong. Rất đẹp trai. Ví dụ thế. Đúng không? Có đúng không Đức? Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành ở ngoài giao diện kia. Chúng ta viết vào đây một thẻ P. Sau đó echo ra cái strong của thằng Đức. À cái bio của thằng Đức. Bio, biến bio đây đúng không? À tôi chưa chuyển, xin lỗi các bạn. Tôi phải chuyển cái biến này ra ngoài đã. Đây. Tôi chuyển cái biến bio này ra ngoài. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Ôi quên nhầm đây. Nó sẽ hiển thị thẳng ra là cái strong rất đẹp trai của Đức. Tức là ở đây nó hiển thị dạng text. Nó hiển thị cái thẻ này ra kiểu dạng text. Thế nếu mà chúng ta muốn đưa nó trở thành code HTML thì làm như nào? Tức là tôi muốn bôi đậm cái text này ra. Đúng không? Thì chúng ta sẽ phải sử dụng như này. Đây là strong nhá. Thì đúng như bình thường nếu mà strong thì hiển thị nó sẽ in đậm chữ đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta không in đậm, nó hiển thị thẳng cái strong đấy. Bây giờ chúng ta phải viết như này. Hai cái chấm than. Được chưa? Hai cái chấm than. Thì nó sẽ chuyển cái text kia, nếu nó là thẻ HTML nó chuyển sang code HTML luôn. Được chưa? Đó, đây là hai cách hiển thị dữ liệu kiểu dạng echo đấy ở trong blade template. Là hai cặp dấu ngoặc nhọn hoặc là ngoặc nhọn với hai cái dấu chấm than. Cái gì vậy quá? Tao. Em vừa rồi thằng bạn ngu. Có. Nhiều chứ. Hôm nay em đi học đấy. Nhờ đi học bộ. Nó đến. Trả lời các kiểu có xung phong làm nhóm chửa bạn tốt mà bạn tốt thế gì bao nhiêu cái là thôi học lại kỳ nữa. Ôi, tôi đau ruột quá. Chuẩn rút cái bụng. Ôi, đau quá. Thế nó lấy điểm cho mày còn gì nữa à? Vì à, đi mỗi hôm nay thôi mà. Hôm sau cũng bắt nó đi hộ. Từ giờ đến cuối kỳ còn lâu không? Thế thì đơn giản, buổi sau mới bắt đầu đi. Khổ lắm nhưng mà em không biết làm cái đấy. Bắt bắt thằng khác trong nhóm nó làm. Ví dụ bảo là tôi về tuyên thuần hay là làm gì đấy. Đây ông chọn luôn. FPL. FPL không đâu. Không có gì ạ.
buổi sau bảo là em không đủ năng lực cho em từ chức. Ừ. Xong chưa? Rồi đây là một cái. Được rồi nhá. Nhưng mà ví dụ bây giờ tôi muốn hiển thị một cái đoạn if else đấy ở ngoài màn hình thì làm nào. Ví dụ thằng Đức này mà từ 18 tuổi trở lên thì nó là trẻ vị thành niên chẳng hạn. Từ 18 tuổi trở xuống thì nó là thanh thiếu nhi. Ví dụ thế. Tôi cứ chém gió thế đúng đúng sai thôi. Ai bảo gì đâu. Đây là ví dụ mà. Không, chúng ta sẽ nếu thì ở ngoài giao diện thì mình sẽ làm như thế nào. Tức là thực hiện một câu if else. Thì ví dụ như ngày xưa thì chúng ta sẽ dùng mở ngoặc PHP, if, đóng ngoặc gì đấy đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ có cách khác với cái template này. Chúng ta có A cộng if. Đây. A cộng if. Dùng như bình thường nhưng mà không có đóng mở ngoặc nhọn nữa. Chúng ta có A cộng if, sau đó là A cộng L if, A cộng L và A cộng N if. Viết nó rất là ngắn. Nó ngắn hơn so với chúng ta viết ngày xưa rất là nhiều. Ví dụ như như này. Đây tôi có một cái biến là gender của Đức bằng 1 chẳng hạn. Đúng nhá. Gender 1 tôi truyền cái gender này ra ngoài. Tôi truyền cái gender này ra ngoài. Thì bây giờ tôi ở ngoài giao diện này. Tôi sẽ có một thẻ P. Tôi để đây là giới tính. Giới tính 2 chấm. Được chưa? Tôi sẽ có là A cộng if. A cộng if cái $gender bằng 1 chẳng hạn. Thì ở đây sẽ hiển thị. Ở đây sẽ hiển thị là nam đúng không? Nam. Nam chứ không phải name. Nam này. Đúng không? A cộng L if $gender bằng 2 thì nó sẽ hiển thị là nữ đúng không? Còn else và A cộng N if thì đây là gay. Đúng chưa? Chỉ có 1 là nam, 2 là nữ, 3 là gay thôi. À, thôi thì other à, khác đi đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta xem nhé, nếu mà Đức giới tính là 1 thì Đức là nam, Đức giới tính là 2 thì Đức là nữ này, còn Đức là giới tính là 10 chẳng hạn thì Đức là gay ở bên khác, đúng chưa? Đây là câu lệnh if else ở ngoài giao diện Blade template thì chúng ta sẽ sử dụng là A cộng if, A cộng L, A cộng L if và N if. Đã có if thì chắc chắn phải có N if nhé. Còn L if hay L có cũng được không có cũng được, cái đấy tùy. Đã có if thì nó sẽ có switch key đầy đủ. Được chưa? Ngủ quá.
ở trong này thì mấy cái câu lệnh if else for x thì nó hay kiểu dạng là rồi có cả break nhé, break trong vòng for cũng có luôn. Thôi mày làm sao vậy, mày học đi thằng này này. Khóc cái gì? Buồn cười, muốn khóc này. Mai nhờ cái Hậu nó đi học hộ cho, cho nó làm lớp trưởng luôn. Hôm sau nhờ Đức đi học cho, nó trở thành học rốt nhất lớp luôn. Không rốt lắm nhưng mà rốt thật mà. Hả? À? Lên GitHub mà lấy. Cái gì mà bio? Bio gì? Xong chưa? Rồi, tiếp tục. Đây. Chúng ta có cả iset nhé. Iset là kiểm tra một biến có tồn tại không thì a còng iset. Nếu mà có tồn tại thì viết code ở trong này, viết text ở trong này, viết gì trong này được, tùy các bạn. Còn nếu mà empty, à nếu mà không có thì kết thúc thì nó sẽ ra phía ngoài. Bây giờ chúng ta có các câu lệnh là iset này, empty này là kiểm tra một cái biến nó có bị rỗng hay không. Rồi thì unless. Unless là cái gì tôi cũng không biết. Unless là if not đấy. If not tức là phủ định. Rồi thì chúng ta có nhiều lắm. A cộng odd là kiểm tra cái việc là chúng ta đã login vào hay chưa. Nếu mà login rồi thì hiển thị cái tên đăng nhập chẳng hạn, còn nếu chưa login thì thôi, chẳng hạn như vậy. Được chưa? Có odd này, A cộng odd, A cộng get. Đó. Có rất là nhiều. Chúng ta đọc cho tôi cái phần switch. Kéo lùi xuống switch statement. Và viết cho tôi cái đoạn nam nữ kia trở thành cái ấy kia. Switch key, các bạn chuyển cái nam nữ với lại khác kia sang câu lệnh switch key cho tôi xem có được không.
Được chưa? Xong chưa? Ví dụ chúng ta có xong chưa? Xong cái switch chưa? Tiếp theo vòng lặp thì cũng A cộng for. A cộng for luôn. Được chưa? Thì thường thường cái những cái liên quan đến for thì người ta hay ví dụ kiểu dạng như này này. Ví dụ vào kinh 14 nhá. Đây, ví dụ phần dưới này này. Đây phần này này. Thì người ta hay dùng for. Đúng không? Đây hay dùng for này. Những cái này là lấy một tập dữ liệu ra ngoài. Xong người ta sẽ dùng for để lấy hết ra cái danh sách. Thì chúng ta mỗi một cái bản ghi trong cơ sở dữ liệu thì sẽ là một cái dòng như này. Được chưa? Đó. Tương tự phần này cũng là for. Được chưa? Đó. Đấy là cái A có for của chúng ta. Cho có cả for x, for else, rồi empty, and for else, gì đấy, why, and why. Đầy đủ. Đây là các ví dụ của chúng ta. Thì tôi nhắc một chút là trong cái vòng for này chúng ta có một vài cái biến đặc biệt. Đây, biến này là biến đặc biệt. Khi mà sử dụng vòng for ở trong Laravel ấy, thì chúng ta mặc định ở trong đấy nó có luôn một cái hàm, một cái biến, tên là biến loop. Biến loop, tức là cái biến lặp ấy. Cái tên nó biến nó thế thôi, cứ biết là tên nó có mặc định là có một cái biến loop. Chúng ta có cái loop trở đến index để lấy ra được cái thứ tự vòng lặp là bao nhiêu. Tức là con số bắt đầu từ 0, 0 cho đến lang trừ 1 ấy, cao trừ 1 ấy. Được chưa? Đây là cái số thứ tự của cái phần tử đang được chạy là bao nhiêu. Loop iteration tức là cái số đếm tính từ 1 cho đến hết. Được chưa? Đếm từ 1 cho đến mấy đó. Được chưa? Ví dụ như này. Ở ngoài home blade này tôi sẽ có một vòng lặp ví dụ ở đây tôi sẽ có một cái biến là biến ARR đi bằng một cái mạng 1 2 A B B C. Ví dụ như này nhá. Tôi truyền cái biến ARR ra ngoài kia. Được chưa? Tôi sẽ tiến hành như sau. A cộng for x, A cộng for x của cái biến ARR, tức là cái biến ở trong cơ sở dữ liệu ấy, S element này. Thì tôi hoàn toàn có thể là biết ở đây thẻ P nhá, thẻ P echo ra của cái dollar loop trỏ đến index. Bên cạnh đó tôi sẽ trỏ ra cái echo của dollar element. Được chưa? Xem nào. Ôi giời ơi. And for x syntax error. Đâu? À đây đây đây, dư. Thấy không? Index bằng 0 thì mang là A, 1 là B, 2 là C đúng không? Thì cái biến loop này nó tồn tại sẵn. Nó lấy ra cái index là số thứ tự của cái phần tử đang được set. Được chưa? Xong chưa? Đó. Nhưng mà nếu bây giờ tôi chuyển cái thành iteration thì các bạn sẽ nhìn thấy nó là cái số. Ôi chết mẹ, viết sai. Iteration. Cho nên nó là bắt đầu từ 1, 2, 3, 4. Số thứ tự đúng không? Chứ không còn phải là cái số index nữa. Xong chưa? Tiếp tục chúng ta có remain. Remain là cái gì? Hả? Còn lại bao nhiêu? Đúng chưa? Đây. Còn lại bao nhiêu vòng ấy? Đây, còn lại 2 vòng, 1 vòng, 0 vòng. Đúng chưa? Để đếm lùi. Có gì cao, có first, có last, có deep, có parent, cái gì đấy, tùy. Được chưa? Thì đây là những cái biến loop này nó là một cái đối tượng để giúp chúng ta tương tác với cái vòng lặp nó dễ dàng hơn. Được chưa? Đó là cái đặc biệt ở trong cái blade template này. Nên dùng. Cái này nên dùng. Xong chưa? Không chứ đứa nào ghi chép gì tài thật. Xong lại quên cho bằng hết. Đến lúc cần đến rồi lại quên cho bằng hết cho mà xem.
cái blade template này nó đi từ cùng với Laravel từ phiên từ những cái phiên bản 4.1, 4.2 đến bây giờ. Nó cũng có nâng cấp nhiều. Thì tôi dùng cái này từ lâu lắm rồi, từ năm 2014. Tức là được 4 năm rồi. À. Xong chưa? Còn nhiều đấy nhá. Ở trong cái Blade View nó còn nhiều tính năng lắm. Đây mới kéo được già nửa này, còn dưới nữa này. Comment thì chúng ta dùng comment này. Comment này này. Để comment một dòng vào không chạy nữa, dùng comment như này. Được chưa? Xong chưa? Hả? À? 0.blade cũng chạy được nhưng nó sẽ là code blade thuần. Hả? Thế vì sao lại tên là Khánh? Hả? Ví dụ nhá, ông có đặc điểm nhận dạng gì ở Khánh? Ví dụ nốt ruồi đằng sau gáy chẳng hạn. Đúng không? Thì ở đây lập trình nó cũng thế. Code nó cũng vậy, nó phải có một cái dấu hiệu gì đấy để nó nhận biết các file. Được chưa? Thì cái thằng viết ra cái này nó thích tên Blade. Thế thôi. Đã bảo nó phải có một cái gì đấy để nhận, để phân biệt. Nếu mà viết thẳng vào file PHP thuần thì sao? Liệu mình viết code này vào cái A còng này vào nó có hiểu không? Hay là nó sẽ bị conflict với những cái PHP nó PHP thuần, những cái cú pháp của PHP thuần. Hiểu vấn đề không? Đó, đó là lý do vì sao. Chứ còn đừng hỏi vì sao nó lại tên là Blade. Mai ông viết ra một cái tương tự ông đặt tên là Khánh. Vĩ đại. Quang thêm chữ óc trò. Quang nhóm trưởng. Được chưa? Comment thì như thế này. Nhưng mà nếu trong trường hợp chúng ta muốn thích viết PHP thuần trong này thì như nào? Đây, thích viết PHP thuần thì có cú pháp này. A cộng PHP và A cộng N PHP. Đấy, trong trường hợp chúng ta thích code PHP thuần vào trong này. Thì đấy, viết như vậy. Chứ không có cái trò này đâu nha, không có cái trò viết PHP thuần bằng cách này đâu nha, đừng có ngu. Ờ, trong này của tôi nó xịn quá, nó hiểu luôn. Không có cái trò này đâu nha. Không có trò này đâu. Được chưa? Viết này vào nó báo lỗi đấy. Ờ, không báo lỗi cậu. Eco 123. Không nhớ đâu. Nhớ sao đây? Ồ, ra thật này. Nhưng mà người ta viết kiểu kia tiện hơn. Đây, ví dụ như tôi viết PHP tab một cái. Nó sinh ra cái này luôn. Đơn giản bởi máy tôi xịn. Không biết, không quan tâm. Viết PHP thuần mà nó cũng nhận không ạ? Mình cũng không để ý. Được chưa? Đấy, đấy là tạm thời hôm nay chúng ta dừng ở đây nữa nhá.
Về các bạn ngó lại cho tôi toàn bộ các cái phần chúng ta đã học, ground này, view này, đây là view basic thôi. Còn đến buổi sau chúng ta sẽ học nâng cao hơn về view, đó là sử dụng cái gì nhỉ? Layout như nào này, import các cái sub view vào website mình như nào, rồi import các cái file CSS, JS như thế nào. Rồi thì cả cái phần view composer, tức là mình có thể chia sẻ một cái dữ liệu đấy, một cái tập dữ liệu nào đấy cho nhiều cái giao diện khác nhau mà không cần truyền từ trong này ra. Ví dụ như ở đây có cái name này, tôi phải truyền từ cái phần function này ra, đúng không? Tôi hoàn toàn có thể là chia sẻ được một cái biến nào đấy hoặc là một cái mảng nào đấy mà không cần phải thông qua cái việc là view homepage, homepage xong rồi thông qua cái trò compact này. Tôi có thể là vừa vào view phát là tôi có cái tập dữ liệu ấy luôn. Và cái đấy nó sẽ liên quan nhiều đến cái phần đó là sau này chúng ta sẽ làm cái menu. Menu ấy, thì chúng ta sẽ phải như thế nào? Thì đến phần sau tôi sẽ hướng dẫn. Được chưa? Hôm nay chỉ vậy thôi, có ai thắc mắc gì không? Đó, thế thôi, điểm danh đi Đức. À, điểm danh đi qua. Đưa cho nó. Ký luôn đi nhá. Quang lớp trưởng.